Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thùy Dương. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bão số 2 không có khả năng đổ bộ vào nước ta, nhưng hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn cho các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp giáp với Trung Quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả cho thấy các mẫu bùn thải chôn lấp trái phép của Formosa chứa cyanua vượt ngưỡng cho phép. Tìm hiểu của phóng viên VTC14 xung quanh thông tin về một loại xoài nhân tạo được lan truyền trên mạng xã hội. Lại xảy ra xả súng ở Texas, Mỹ, một người thiệt mạng, ba người bị thương. Peru vào cuộc điều tra việc cảnh sát nước này chủ động bắn chết nhiều người để nâng cao thành tích tiêu diệt tội phạm nguy hiểm. Mở đầu bản tin với những thông tin cập nhật về cơn bão số 2, tên quốc tế là Nida. Và ngày hôm nay, trong các bản tin dự báo cập nhật của mình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương liên tục thu hẹp vùng hoạt động và ảnh hưởng của cơn bão số 2. Dù đổ bộ vào Trung Quốc, song miền Bắc của nước ta vẫn sẽ phải đối mặt với một đợt mưa có cường độ khá lớn. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 3 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,4 độ Vĩ Bắc, 109 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn trên đất liền sẽ có mưa từ đêm nay kéo dài đến hết ngày 4 tháng 8 với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, biển động. Trong khi đó, cảnh báo về sạt lở đất và lụt lội vẫn được duy trì ở mức cao tại nhiều tỉnh, thành phố ven biển phía Nam Trung Quốc sau khi bão Nida đổ bộ vào đây. Trước đó, toàn bộ đặc khu hành chính Hồng Kông phải ngưng hoạt động do cơn bão này. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong vì bão hay các thiệt hại về vật chất được ghi nhận. 150 chuyến bay bị hủy, 290 chuyến bay bị hoãn, thị trường chứng khoán, trường học và các doanh nghiệp phải đóng cửa, trong khi các vùng thấp vẫn trong tình trạng cảnh báo lụt lội. Đó là những gì xảy ra ở Hồng Kông sau khi cơn bão Nida quét qua đây. Với sức gió hơn 100 km/h, Nida là cơn bão lớn đầu tiên của năm 2016 đổ bộ vào Hồng Kông vào lúc 5 giờ 20 phút sáng hôm nay, ngày 2 tháng 8. Rất nhiều tờ báo bị thổi bay đi, công việc của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Theo Đài Thiên văn Hồng Kông, bão Nida đang dần tiến sâu vào đất liền, tỉnh Quảng Đông, trong khi gió gần tâm bão có dấu hiệu suy yếu. Trước đó, bão Nida đã đổ bộ vào bán đảo Da Peng ở thành phố Shenzhen, miền Nam Trung Quốc vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày 2 tháng 8 giờ địa phương. Còn tại Philippines, vào ngày 1 tháng 8, cơn bão này đã khiến gần 9.000 người dân Philippines phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Trong số những người sơ tán, có hơn 500 người tá túc tại 13 trung tâm sơ tán, trong khi số còn lại phải ở ngoài trung tâm. Trường học tại 10 tỉnh ở miền Bắc đã phải đóng cửa. Như vậy, đến thời điểm này có thể khẳng định bão Nida không đổ bộ vào nước ta. Tuy nhiên, hoàn lưu của cơn bão dự báo sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc. Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng tránh thiên tai tiếp tục họp bàn các giải pháp phòng chống mưa lũ sau bão. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương căn cứ theo diễn biến mưa lũ thực tế, chủ động tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông trên sông, hướng dẫn người, phương tiện qua lại tại các khu vực ngầm tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp với đới gió Đông Nam sau bão hoạt động mạnh, từ đêm nay 2 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to,
từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong khoảng thời gian này, trên hệ thống sông Hồng Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 4 m, ở hạ lưu từ 1 đến 2 m. Riêng các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Yên Bái được xác định là một trong những địa phương sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nên công tác chuẩn bị đối phó mưa lũ đang được gấp rút triển khai. Điều đáng nói, nơi đây vừa xảy ra sự cố sạt lở ta luy dương do bão số 1 uy hiếp đến tính mạng của nhiều hộ dân. Nếu không khẩn trương, hậu quả có thể là lớn hơn rất nhiều khi mưa lớn xuất hiện. Gia đình chị Đào Thị Thái Hồng ở tổ 36A, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì vụ sạt lở đất sau bão số 1. Này lại bão số 2, các thành viên đã không còn dám ngủ trong nhà. Mặt sau tầng 1 đã bị đất đá vùi kín, nứt toác, gây nguy hiểm cho nhiều người. Đấy, đất tràn vào đây thế này. Đây trong toilet này, bây giờ đây một toilet đất này nhưng mà không dám mở nó ảo ra này. Trên này cũng ô thoáng, đất toàn bộ tràn hết thế này. Đấy. Nó làm vỡ toàn bộ cửa kính và tất cả các cái ô thoáng này là bây giờ gãy hết cửa này. Cảnh giác với mỗi lần mưa bão, người dân ở đây đã kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của đất đá sau núi. Nay dự báo có mưa lớn, 8 hộ dân buộc phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh và sinh hoạt, đồng thời tiến hành di rời tài sản đến nơi an toàn. Hiện nay chúng tôi được cái lực lượng của ứng cứu của phường, rồi của phố đang giúp đỡ chúng tôi vận chuyển để chúng tôi di rời khỏi cái khu vực sạt lở nguy hiểm ra. Đây được xác định là khu vực nguy hiểm, nơi đã từng bị sạt lở vào cuối năm 2011, từng gây thiệt hại về tài sản, khiến các hộ dân sinh sống dưới chân ta luy sống trong sợ hãi. Về chính quyền địa phương thì chúng tôi đã gửi các văn bản cũng như là họp nhân dân tối ngày hôm qua là cảnh báo những khu vực cực kỳ nguy hiểm và những cái khu vực có thể là chịu ảnh hưởng gián tiếp hoặc trực tiếp là cũng rất nguy hiểm. Ví dụ như cái dãy khu bên này và cái dãy đường phía ngoài đường Trần Phú và cái dãy ảnh hưởng trực tiếp có thể là nó cả bên này nữa. Thành phố cũng đã có văn bản chính thức gửi lên tỉnh để xin ý kiến xử lý về cái vấn đề này. Bởi vì báo cáo các đồng chí là cái khu vực sạt lở này thì cái khối lượng đất nó có thể nói là tương đối lớn và cái này thì nó cũng không phải là một sớm một chiều mà có thể xử lý ngay được. Việc đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu. Đặc biệt, với địa hình phức tạp như thành phố Yên Bái, có nhiều khe sâu, đồi cao nên nguy cơ rất cao về sạt lở đất. Các phương án di dời người dân đến nơi an toàn cần nhanh chóng, kịp thời để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. 30.000 cây xanh bóng mát bị gãy đổ trong trận bão số 1 vừa rồi, chỉ tính riêng tại Hà Nội, một con số quá lớn. Trong buổi họp báo tại Thành ủy Hà Nội vừa kết thúc cách đây ít giờ, cơ quan chức năng đã lý giải những lý do khiến cho một lượng lớn cây xanh bị thiệt hại. Tuy nhiên thì đó được cho là nguyên nhân khách quan. Nghiên cứu sử dụng các loại thuốc nhằm kích rễ sẽ là một trong những biện pháp để hạn chế cây đổ trong thời gian tới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, bão số 1 đã khiến hơn 30.000 cây xanh bóng mát đô thị bị gãy đổ, trong đó có 3.000 cây trong nội đô. Thế nhưng khi nhận định về nguyên nhân cây gãy đổ, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội cho rằng có 4 lý do khách quan. Đó là cường độ gió giật quá mạnh. Ngoài ra, quá trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè đã xâm hại hệ thống rễ của cây xanh đường phố. Mực nước ngầm của Hà Nội cao khiến hệ thống rễ cây khó phát triển theo chiều sâu. Ngoài ra, lý do cuối cùng là Hà Nội có nhiều nhà cao tầng nên không gian sống của cây xanh đường phố bị thu hẹp, yếu tố khiến cây bị nghiêng. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng nguyên nhân còn bởi yếu tố chủ quan, tức là quy trình trồng cây chưa đúng. Ví dụ như trong số 50 cây mới trồng bị gãy đổ, chủ yếu là cây lát hoa, thì các cây này đã bị cắt hết phần rễ chính, còn gọi là rễ cọc. Một số cây khi đổ ngã, lỗ nguyên bầu đất bọc ni lông. Sở Xây dựng Hà Nội cũng thừa nhận việc trồng cây như vậy là không đúng quy trình. Để hạn chế tình trạng này, đơn vị quản lý cây xanh Hà Nội cũng cho rằng cần nghiên cứu các giải pháp phát triển bộ rễ như sử dụng các loại thuốc kích rễ, các thiết bị dẫn rễ phù hợp với điều kiện của Hà Nội. Quay trở lại câu chuyện bão số 1. Trong cơn bão số 1 vừa qua thì Nam Định là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất, đặc biệt là ngành điện. Cho đến hôm nay, lưới điện tại một số nơi đã được khôi phục, nhưng tại nhiều khu vực khác thì người dân vẫn phải sinh hoạt trong bóng tối. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại huyện Trực Ninh, một trong những huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Nam Định.
nấu trong bóng tối và ăn cũng trong bóng tối. Khung cảnh này có thể bắt gặp ở bất kỳ hộ dân nào ở xã Liên Hải, Trực Ninh, Nam Định những ngày này. Ngôi nhà của ông Nguyễn Xuân Tam sau bão giờ chỉ còn lại đống ngổn ngang. Nhìn này nè, nhìn này nè. Nguồn sáng duy nhất nhà ông Tam giờ cũng chỉ trông vào bình ắc quy này. Tiết kiệm lắm thì dùng được 3 tiếng. Tivi có nhưng chẳng dám xem. Điện thoại cũng phải sạc vội. Khó khăn càng thêm chất chồng. Trước mắt là chúng tôi là nó kiểu nhà cửa nó bị bay đi. Nên là bây giờ trước mắt là phải ổn định như thế là chỗ ở. Sau nhưng mà nó gặp khó khăn ở trong vấn đề là điện lưới nó không có. Cho nên là phải mượn người và thuê máy phát về để khắc phục như thế này. Sự cố sau bão là thứ nhất là phải ổn định chỗ ở cho các cháu. Các cháu thì bây giờ thực tế là mà nói là bố mẹ thì ở trên này nhưng mà tối các cháu lại phải như thế là sơ tán về dưới kia để ngủ. Sau bão là chuỗi ngày nóng đến cùng cực. Mất điện, dân Liên Hải chẳng biết đi đâu, làm gì ngoài việc tụ tập tán gẫu. Và những lúc như thế này, họ mới thấy hết giá trị của chiếc quạt nan. Bão đã hạ đổ hơn 1.000 cột điện chung và hạ thế tại huyện Trực Ninh. Cho đến nay, việc khắc phục vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Nhân viên điện lực thì được huy động cả ban đêm lẫn ban ngày. Tập trung lớn nhất vào những cái phụ tải đặc biệt của tỉnh như các trung tâm thành phố, rồi thị tứ, rồi thì là các cái cơ sở như bệnh viện, trường học. Tại trường trung học cơ sở Trực Phương, xã Phương Định, sau bão, thầy và trò đang cùng nhau dọn dẹp tàn dư của cơn bão để chuẩn bị đón năm học mới. Về cái nguồn điện lưới thì chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa có điện lưới. Thế thì nó cái khó khăn thứ nhất là chúng tôi không cập nhật được cái thông tin chỉ đạo về bên chuyên môn. Tức là vì chúng tôi là phòng là cũng chỉ đạo là qua hệ thống mail của các trường. Nhưng mà do là không có điện cho nên là chúng tôi cũng chưa thể là rất là khó khăn trong cái việc như vậy. Mà hơn nữa là bây giờ điều kiện học sinh chúng tôi thì bây giờ cũng chưa đến trường. Nhưng mà chủ yếu là cho học sinh đến để là các cháu để cùng với các thầy các cô để là dọn dẹp rồi kê lại các cái phòng học mà sau khi bão để cho các cháu bước vào một năm học mới để đạt hiệu quả cao. Điện mất, mọi thứ ngổn ngang. Học sinh xã Phương Định không chắc có thể bắt đầu năm học mới giống như những nơi khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày hôm qua, một cơn mưa lớn kèm theo dông lốc mạnh đã khiến cho hàng loạt những cây xanh bị xô đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, biển quảng cáo bị hất xuống đường, khiến một khu vực rộng lớn bị cúp điện trong nhiều giờ. Đến sáng ngày 2 tháng 8, người dân và lực lượng chức năng tại địa phương vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả của cơn lốc, ghi nhận của phóng viên VTC14. Trong ngày hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận, bầu trời xuất hiện nhiều mây đen, gió giật mạnh và mưa vẫn còn diễn ra trên diện rộng suốt cả ngày, khiến cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp đôi chút khó khăn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vài ngày tới, tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác ở khu vực phía Nam, tình trạng mưa lớn, dông lốc sẽ còn xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, kéo theo sự hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Trong mấy ngày tới thì trước hết là về cái cơn bão số 2 thì hiện nay sáng sớm nay thì đã đi vào lục địa Trung Quốc rồi. Thế nhưng mà cái ảnh hưởng của nó thì nó vẫn còn. Thế nên là nó làm cho cái gió mùa Tây Nam vẫn tiếp tục hoạt động ở mức độ trung bình cho đến mạnh. Nên là dự báo trong ngày đêm nay, ngày mai cũng như là đến ngày thứ tư, thứ năm thì vẫn còn cái hiện tượng là mưa, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy thôi, thì cũng vẫn diễn ra là ở cái mức là mưa, có những cái trận mưa có thể là sẽ đạt đến cái mức là 450 mm, và cũng nhất là buổi chiều thì cũng vẫn cứ diễn ra cái hiện tượng là có cái hiện tượng là dông lốc, và sau đó thì vào
những cái ngày cuối tuần này thì cái thời tiết của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm mưa và các cái hiện tượng như là dông lốc cũng sẽ giảm dần. Trước đó, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều căn nhà tốc mái, cây xanh ngã đổ, nhiều tấm tôn bị gió cuốn dính trên đường dây điện, cột điện. Cơn mưa lớn kéo theo dông lốc mạnh, quần thảo chỉ khoảng 10 phút, quét qua các tuyến đường Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, khiến hàng loạt cây xanh bị quật ngã. Hơn 100 nhà dân bị tốc mái, nhiều khu vực tại quận 9 bị mất điện nhiều giờ. Hiện tượng dông lốc thì thông thường này vào cái mùa mưa này thì Nam Bộ thường diễn ra, cũng như là thành phố Hồ Chí Minh, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái thành phố Cần Thơ, Biên Hòa vân vân. Thì ngoài cái hoạt động của cái gió mùa Tây Nam thì nó còn có những cái nhiễu động nhỏ, nên là kết hợp với lại cái sự bất ổn định khí quyển do cái tầng thấp của chúng ta, cái điều kiện về nhiệt ẩm ở trong những cái thành phố lớn, nên nó tạo ra cái bất ổn định khí quyển lớn, nên là nó sẽ xảy ra những cái hiện tượng mà như là dông lốc mà chúng ta thường thấy, trong nhất là nó xảy ra, đặc biệt là nó hay xảy ra vào cái buổi chiều tối. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày gần đây, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu vực lân cận đang có nhiều thay đổi bất thường. Các hiện tượng như mưa lớn, gió giật sẽ còn tiếp tục diễn ra. Để phòng tránh, người dân nên thường xuyên theo dõi tin tức dự báo, không nên ra đường khi trời có nhiều mây đen, gió lớn. Không được như kỳ vọng của người lao động, mức tăng lương tối thiểu vùng vào năm 2017 chỉ vào khoảng 7,3%. Đây là kết quả vừa được Hội đồng Tiền lương Quốc gia công bố trong cuộc họp báo vào cuối giờ chiều nay, mùng 2 tháng 8, sau hai phiên họp kín tại Hải Phòng và Vĩnh Phúc. Theo Hội đồng Tiền lương Quốc gia, trong phiên họp kín lần thứ hai tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc vào ngày hôm nay, sau khi tính toán, đại diện cho người lao động đã hạ mức đề xuất tăng lương xuống còn 10% so với mức đề xuất tăng 11,11% trước đó. Đại diện cho phía doanh nghiệp đề xuất mức tăng lên 6,5%. Sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất đến bỏ phiếu. Phần lớn số phiếu đồng ý với phương án tăng 7,3%. Con số này được cho là phù hợp với đời sống của công nhân hiện nay và tình hình khó khăn của doanh nghiệp. Như vậy, năm 2017, người lao động vùng 1 sẽ nhận được mức lương tối thiểu tăng thêm 250.000 đồng, thành 3.750.000 đồng, vùng 2 tăng 220.000 đồng, vùng 3 tăng 200.000 đồng và vùng 4 tăng 180.000 đồng. So với mức tăng tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%, thì phương án năm nay được chốt sớm hơn một tháng, song mức tăng lại thấp hơn. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố kết quả xét nghiệm các mẫu bùn thải chôn lấp trái phép của Formosa trong thời gian vừa qua. Kết quả cho thấy có nhiều mẫu chứa cyanua, một chất cực độc vượt ngưỡng cho phép. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy 38 mẫu bùn thải, 30 mẫu đất tại vị trí chôn lấp và khu vực đất xung quanh, một mẫu nước giếng khoan và 3 mẫu nước suối trong khu vực chôn lấp chất thải. Sau khi phân tích và đối chứng, kết quả cho thấy trong chất thải chôn lấp trái phép có một số mẫu bùn thải có chứa thông số cyanua vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá bùn thải bị chôn lấp trái phép đã được bốc xúc lưu giữ với khối lượng 390,72 tấn là chất thải công nghiệp có lẫn chất thải nguy hại, phải được quản lý theo quy định về chất thải nguy hại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng được cấp phép để xử lý theo pháp luật. Về hướng xử lý trách nhiệm của các bên liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận công ty Formosa Hà Tĩnh đã không phân định, phân loại đúng số lượng, khối lượng chất thải nguy hại phải đăng ký và quản lý theo quy định, đồng thời chuyển giao chất thải nguy hại cho tổ chức cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Do đó, công ty này sẽ bị xử phạt các vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu phải chịu trách nhiệm phối hợp với công ty Kỳ Anh ký hợp đồng với đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định và chịu mọi chi phí cho việc này. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh phải chịu trách nhiệm, chủ trì, giám sát kiểm tra quá trình này. Với công ty Kỳ Anh, Bộ Tài nguyên Môi trường xác định công ty có dấu hiệu tội phạm về môi trường nên sẽ bàn giao hồ sơ cho Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng, đồng thời xuất hiện thêm các ổ dịch mới. Trước tình hình dịch bệnh bạch hầu quay trở lại Việt Nam,
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cần phải tăng thêm mũi tiêm phòng bệnh. Khi trẻ 6 tuổi phải tiếp tục tiêm mũi thứ tư và cứ 10 năm tiêm nhắc lại một lần. Chỉ như vậy mới tạo ra được miễn dịch cộng đồng vĩnh viễn. Cụ thể, theo các chuyên gia y tế, một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh bạch hầu đã có một thời gian được khống chế. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua xuất hiện trở lại là do sau khi có những thông tin về tai biến, do tiêm vaccine Quinvaxem, nhiều người đã bỏ tiêm hoặc chờ tiêm vaccine dịch vụ, khiến dịch bệnh bùng phát và quay trở lại sau 20 năm được khống chế. Trong 60 người mắc bạch hầu tại Bình Phước, có tới trên 70% tập trung ở lứa tuổi từ 8 đến 26 tuổi. Nguyên nhân được xác định, hai xã Thuận Lợi và Thuận Phú của tỉnh Bình Phước tỷ lệ tiêm chủng thấp dẫn đến miễn dịch cộng đồng kém. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây cũng chỉ là một yếu tố. Việc dịch bạch hầu quay trở lại không chỉ ở Việt Nam. Năm 2012 tại Mỹ, dịch cũng xuất hiện trở lại và đối tượng mắc trong độ tuổi từ 10 đến 12. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo nếu trẻ chỉ tiêm vaccine bạch hầu 3 mũi khi 2, 3 và 4 tháng tuổi, thời gian bảo vệ chỉ được đến khi 5 tuổi. Vì vậy, khi trẻ 6 tuổi phải tiếp tục tiêm mũi thứ tư và cứ 10 năm tiêm nhắc lại một lần, chỉ như vậy mới tạo ra được miễn dịch cộng đồng vĩnh viễn. Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam đã sản xuất và lưu hành vaccine bạch hầu uốn ván có chất lượng tương đương với nước ngoài. Thưa quý vị, hai ngày nay thì các mạng xã hội đang chia sẻ với tốc độ chóng mặt một clip cho rằng Việt Nam đang có một loại xoài bằng nhựa nguồn gốc từ Trung Quốc gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Nhiều người khi xem xong đoạn clip đã ngay lập tức cho rằng đang tồn tại một loại xoài nhân tạo trên thị trường. Và chiều ngày hôm nay thì phóng viên của VTC14 đã tìm đến Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tìm hiểu thêm thông tin về loại xoài này. Và ở trong đây có một lớp ni lông. Đấy, tức là làm trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Dương Thành Nam đã chia sẻ clip thử nghiệm với nhiều quả xoài bằng việc gọt phần thịt rồi để lộ phần hạt bên trong ra. Theo chủ nhân đoạn video thì những quả xoài này không hề có hạt mà chỉ có phần lõi. Người này sau đó dùng dao tách dọc phần lõi quả xoài rồi lôi từ bên trong ra một vài mảnh tựa giấy khá mỏng gọi là ni lông và kết luận rằng những quả xoài này do Trung Quốc làm giả. Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định quả xoài trong clip chính là loại xoài mít hay còn gọi là xoài mút đang được trồng nhiều nơi ở nước ta. Thì sau khi xem clip ấy, thì chúng tôi thấy là cái quả trong clip thì nó giống cái xoài nhỏ ở trên thị trường Việt Nam ấy. Thì tôi thấy là ngoài cái giống xoài mà các tỉnh Tây Nam của chúng ta trồng thì ngay cả Lào, ở Campuchia và thậm chí của Trung Quốc cũng có giống xoài nhập vào Việt Nam để bán. Thì chúng tôi khẳng định là đấy là cái giống xoài mà của địa phương chúng ta có. Lớp màng trắng mà tác giả clip gọi là ni lông, thậm chí nhiều người cho là nhựa, chính là lớp màng tự nhiên của quả xoài mít có tác dụng bảo vệ hột xoài. Đây là đặc điểm sinh học rất bình thường của quả xoài mít. Loại xoài này có hạt rất mỏng, nhân hạt chỉ là lớp cùi giòn trong suốt. Trong mỗi một quả xoài thì cái nhân quả xoài nó có một cái lớp màng sinh học, cái là màng lớp lụa đấy. Cái lớp lụa này nó tác dụng để làm gì? Để ngăn không cho cái nước ở trong nó có thể ra, để làm khô cái lõi ở trong. Thứ hai để nó cách nhiệt, để không làm cho nhiệt độ bên ngoài nóng hoặc lạnh làm ảnh hưởng đến cái hạt, để cho cái hạt nó tươi và nó độ sống lâu. Thế cho nên là nó phải có cái lớp đó. Thế còn cái lớp đó dày hay là mỏng, nó tùy thuộc vào từng giống xoài. Các chuyên gia cũng cho biết việc làm giả một quả xoài chắc chắn sẽ tốn kém hơn giá bán xoài thật. Trong khi đó, hiện nay, giá bán xoài mít chỉ trên dưới 30.000 đồng 1 kg với khoảng 15-20 quả. Clip xoài nhân tạo thêm một lần nữa cho thấy sự thiếu chính xác của những thông tin đăng tải trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận và người tiêu dùng. Chuyển sang phần tin quốc tế, hãng tin Reuters vào ngày hôm nay mùng 2 tháng 8 cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Austin, bang Texas của Mỹ khi một tay súng bắn vào một đám đông đang bước ra khỏi hộp đêm. Vụ việc đã khiến ít nhất một người thiệt mạng. Các nhà chức trách thành phố Austin cho biết vụ xả súng xảy ra vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 8 theo giờ địa phương. Một tay súng đã bắn vào đám đông bên ngoài một hộp đêm ở trung tâm thành phố và sau đó chạy thoát. Đám đông đã xô đẩy nhau trong hỗn loạn để chạy khỏi hiện trường khi tiếng súng vang lên. Theo phát ngôn viên Sở Y tế Austin, nạn nhân bị thiệt mạng là một thiếu nữ 20 tuổi và 3 người bị thương cũng đều là phụ nữ. Những người bị thương đã được chở vào một bệnh viện địa phương để cấp cứu và không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.
sau điều tra, lực lượng cảnh sát cho biết thủ phạm được cho là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 1 tháng 8, theo giờ Mỹ, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh của Mỹ CDC đã ban hành cảnh báo đi lại tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ do lo ngại nguy cơ lây nhiễm virus Zika. Trong khi đó, bang Florida vừa xác nhận thêm 10 trường hợp nhiễm Zika mới, nâng tổng số ca nhiễm Zika trong bang lên 14 người. Mặc dù số ca nhiễm Zika tăng mạnh, nhưng cơ quan y tế bang Florida khẳng định việc lây nhiễm virus Zika bị giới hạn trong một khu vực nhỏ. Ngoài ra, 6 trong số 10 trường hợp nhiễm mới không có biểu hiện bệnh rõ ràng và được xác nhận thông qua khảo sát cộng đồng. Hiện các chuyên gia y tế đang tiến hành xét nghiệm trên các bệnh nhân này. Chúng tôi rất chủ động để đảm bảo rằng chúng tôi đã, đang và sẽ làm mọi thứ để có thể kiểm soát sự lây lan của Zika ra khỏi phạm vi của bang. Chúng tôi xác nhận hiện bang có 14 ca nhiễm Zika và đều là sự lây nhiễm trong địa phương và không có liên quan gì đến du lịch. Cùng với cảnh báo đi lại đối với khu dân cư Wynwood, phía bắc trung tâm thành phố Miami, CDC cũng đã cử một nhóm chuyên gia ứng phó khẩn cấp tới Florida để hỗ trợ giới chức y tế bang này đối phó với virus Zika. Với những thai phụ từng tới khu vực này từ ngày 15 tháng 6, họ được yêu cầu từ các cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm và phát hiện bệnh kịp thời. Đây được cho là lần đầu tiên muỗi mang virus Zika xuất hiện trong lãnh thổ Mỹ. Virus Zika hiện đã xuất hiện tại 67 quốc gia trên thế giới. Ưu tiên giảm tỷ lệ tội phạm trong ngắn hạn của tân Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đang gặp trở ngại khi mà nhiều tin đồn cho rằng có khả năng cảnh sát nước này đã bắn chết nhiều người để nâng cao thành tích tiêu diệt tội phạm nguy hiểm. Vụ việc đã khiến các công tố viên của Peru phải vào cuộc. Cụ thể, một nhóm cảnh sát của Peru đang bị điều tra sau cáo buộc liên quan tới kế hoạch bắn chết 27 người nhằm nâng cao thành tích và giành phần thưởng từ cấp trên trong nhiệm vụ ngăn chặn tội phạm nguy hiểm. Một nhân chứng giấu tên cho biết, các công tố viên nghi ngờ các sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu những người cung cấp tin tức bí mật gian dựng các vụ bắt cóc và cướp của với các nhóm tội phạm khả nghi để họ bắt và tiêu diệt họ. Lừa dối và xúi dục những người bị tình nghi là tội phạm thực hiện một vụ cướp bóc. Sau đó, khi cảnh sát giả vờ là phát hiện các tội phạm vũ trang, họ sẽ bắn ngay lập tức, bất chấp thực tế là những người này đã đầu hàng rồi. Tôi tin đã có nhiều người chết, trong đó có cả những người vô tội. Họ chết vì tiền. Điều này có thể xảy ra với bản thân tôi. Cuộc điều tra lần đầu tiên được hé lộ vào hôm 31 tháng 7 vừa qua trên một bản tin điều tra của hãng truyền hình địa phương Quarto Porter. Báo cáo của Quarto Porter bao gồm cả lời khai của một thương nhân, người cho biết có 4 người bắt cóc anh ta, nhưng họ không kháng cự khi bị cảnh sát bắt. Dù vậy, sau đó cảnh sát lại cho biết 4 người này đã chết trong một cuộc đọ súng. Trong khi đó, mẹ của một người được cho là bị cảnh sát Peru bắn chết, nói rằng con của bà bị cảnh sát bắn nhiều phát. Toàn thân nó lỗ chỗ những vết đạn. Tôi không thể hiểu nổi vì sao họ lại giết con trai tôi, chỉ vì con tôi đã đến đó. Trước áp lực của dư luận, Bộ trưởng Nội vụ của Peru cho biết ông sẽ có câu trả lời trong vòng 10 ngày tới và kêu gọi người dân không nên hoang mang hay vội vã kết luận. Trong khi các nhà khoa học thế giới loay hoay tìm vaccine phòng chống virus Zika, thì các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Massachusetts cho biết họ đang tiến hành thử nghiệm một loại vaccine có thể dễ dàng được lập trình và tùy biến để tạo ra nhiều loại vaccine vừa ngăn được Zika vừa ngăn được ung thư. Nếu kết quả thử nghiệm thành công, loại vaccine tùy biến này chắc chắn sẽ tạo nên một kết quả khả quan. Dịch Zika đang là mối quan tâm hàng đầu của thế giới, đặc biệt là khi chỉ vài ngày nữa Thế vận hội Olympic Rio được khai mạc ở quốc gia có nhiều ca nhiễm Zika nhất. Tới nay, các nhà nghiên cứu trên thế giới đang chạy đua để tìm vaccine chống Zika, nhưng quá trình sản xuất dự kiến sẽ mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Nhưng trong phòng thí nghiệm này, ở Viện Công nghệ Massachusetts, một nhóm các nhà khoa học cho rằng họ có thể sản xuất vaccine chống Zika chỉ trong vòng một tuần. Phương pháp lập công thức nano này cho phép chúng tôi chế tạo vaccine chống lại các bệnh mới chỉ trong 7 ngày, cho phép khả năng đối phó với dịch bệnh đột ngột hoặc tạo ra những thay đổi và cải tiến nhanh chóng. Nhóm nghiên cứu cho biết vaccine này bao gồm các sợi vật liệu di truyền được gọi là RNA thông tin có thể được thiết kế để giải mã cho bất kỳ protein, virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng nào. Những phân tử này sau đó được đóng gói thành một phân tử mang RNA vào tế bào, nơi đó được chuyển thành các protein gây ra phản ứng miễn dịch của vật chủ.
Ngoài nhắm mục tiêu tới các bệnh truyền nhiễm, các nhà nghiên cứu đang sử dụng phương pháp này để tạo ra vaccine ung thư, có chức năng dạy cho hệ miễn dịch nhận biết và tiêu diệt các khối u. Chúng tôi rất quan tâm tới những loại vaccine có thể sử dụng để chữa trị các bệnh nhân ung thư hoặc thậm chí là những người có nguy cơ mắc một số loại ung thư cụ thể nào đó. Chúng tôi muốn họ có vaccine để không bị ung thư trong phần đời còn lại của mình. Cho đến nay, nhóm nghiên cứu đã thiết kế loại vaccine chống lại Ebola, cúm H1N1 và Toxoplasma gondii, một họ hàng của ký sinh trùng gây bệnh sốt rét, với hiệu quả 100% trong các thử nghiệm trên chuột. Hiện nhóm nghiên cứu đang làm các thủ tục để được thử nghiệm chính thức trên người và xin cấp phép để thương mại hóa công nghệ này. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.